đầu tiên chào quý vị khán giả ở đây. Tôi từ chào trân trọng nhất. Sao vậy chị? Hả? Ủa sao mới gặp ta mà chị phản ứng kỳ vậy? Cái gì? Biệt đội Bình Điền đúng không anh? Đúng rồi. Vậy là Tuấn bữa nay Tuấn chưa có phát hiện ra ở hội quán ngôi sao miệt vườn mình đó là có một biệt đội đến từ chợ Bình Điền. Ủa vậy luôn hả? Em chưa biết là em chưa có cơ hội gặp anh luôn. Dạ. Chị Dung nói nhiều hơn đi. Dạ. Anh chia sẻ nhiều hơn đi ạ. Dạ, chào em anh Tuấn. Dạ. Em đến từ chợ đầu mối Bình Điền. Dạ. Em buôn bán thủy hải sản. À. Dạ. Kế bên luôn. Kế bên và bên đó là thường xuyên các anh chị mà đi á, là đi chung một team luôn. Dạ. Và ai cũng hát hay hết. À là mình có một cái gọi là danh là biệt đội Bình Điền, ai không, cũng hát hay. Không, nói chị Đặt. Ôi dạ. Biệt đội ơi, chị Đặt. Ơi. Dạ, và bên đây thì anh gửi đến bà con cô bác ca khúc. Dạ, đây gửi đến quý vị ở đây bài hát Mang Mượn Dân Ca, bài hát được mang tên Em Gái Miền Tây. Dạ, quá tuyệt vời luôn. Xin mời anh trình diễn và xin mời quý bà con cô bác cùng thưởng thức ạ. À. Lâu rồi về miền Tây bao nhiêu niềm nhớ, áo trắng bây giờ còn thẹn thùng bắt bướm cùng anh. Miền Tây má đỏ tóc quê, em gái quê sớm trưa trên đồng, non lá nghiêng nghiêng hoài sao thấy được mặt nàng đây. Sông nước khua chèo xuồng miền Tây mênh mông làng nước, con gái đưa đò đẹp rằng ơi chiếc áo ba ba, cầu tre lắc lẻo có đi em gái ơi giúp anh qua đò, nhọc nhằn cho cuộc tình tôi khi cây lúa ngày còn xanh. Lúc mình trôi đến nơi phương trời, cuộc đời tôi là dòng sông đưa phù sa một kiếp long đồng. Về miền Tây đợi chờ ai, thuyền tình quay về bến sông mong người em ru mấy câu hò, ai buông tính tan tan tình đau nỗi lòng người ta vương đang buồn. Xuồng miền Tây mênh mông làng nước, con gái đưa đò đẹp rạng ngời chiếc áo ba ba, cầu tre lắc lẻo có đi em gái ơi giúp anh qua đò, nhọc nhằn cho cuộc tình tôi khi cây lúa ngày còn xanh. Lúc mình trôi đến nơi phương trời, cuộc đời tôi là dòng sông đưa phù sa một kiếp long đồng. Về miền Tây đợi chờ ai, thuyền tình quay về bến sông mong người em ru mấy câu
thương. Đang buồn cung điệu quán thương, bên cầu che lắc léo năm nào. Em ơi nhớ em lâu rồi, anh trở về lại quê hương. Em ơi nhớ em lâu rồi, anh trở về lại quê. Cảnh qua cái thân thương của quý vị. Dạ bữa nay đội mình đi đông không anh? Dạ. Bữa nay đội Bình Điền nhà mình đi đông không? Em đánh lẻ có mình. À đi có một mình á. Dạ. Xin cảm ơn anh và chúc cho chợ Bình Điền mình lúc nào cũng bà con tấp nập, buôn bán thì ngày càng đắt khách. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ cảm ơn anh rất nhiều. Chương trình luôn phát triển và ngày tốt hơn. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Dạ và tiết mục tiếp theo thì Dung xin mời lên sân khấu là anh Tùng ạ. Dạ. Và anh Tùng thì nãy giờ ở dưới có chia sẻ đó. Dạ. Anh giới thiệu. Thanh Tùng là từ người Quảng Nam, Đà Nẵng ở gần Hậu An. Lần vô đây rất là thích ca cổ ở miền Nam. Tùng xin hát giao lưu ba câu giọng cổ trong trích đoạn cái lương tâm sự loài chim biển. Lời đầu tiên Tùng rất là mừng là vì được giao lưu với văn hóa vùng miền ở quê hương miền Nam. Dạ. Nhưng mà anh Tùng là mới từ Quảng Nam vô đây luôn hay là sinh sống ở đây ạ? Nói chung là hồi đó Tùng đi học trong này, rồi cái Tùng về, Tùng ra vô miết rồi đó. Dạ. Rồi cái bắt đầu cái thích luôn tài tử cải lương, cải theo luôn. Ồ, dạ. Dạ và bữa nay hot thì... thích nghe, chứ không phải hot chuyên nghiệp như người ta đâu ạ. Dạ, ở đây thì mình giao lưu cũng như là ai mình yêu thích âm nhạc và cái giọng hát của mình đó là có được cast qua rồi, thành ra là các anh các chị các cô chú mình cứ thoải mái thể hiện cái tình yêu âm nhạc của mình. Nhưng mà em đang thắc mắc nãy giờ là anh sẽ hát trích đoạn này với giọng Quảng Nam. Nói chung là cái này đúng ra là trong tù cải lương là hát có bọn đồ nữa. Yeah. Mà không có, thôi xin mời em chị đứng làm nền một tí thôi để mình vô khúc đào. Rồi cảm ơn rất nhiều, xin lan đoạn là anh cho Dung hát luôn đó cả nhà. Quận chúa ơi, mỗi người đều có một số phận riêng biệt, nhưng chắc có lẽ ai ai cũng có một lần dáng dở gì. Nghĩa là tôi với nàng tâm sự giống như nhau, tôi cũng có lần gian dở gì yêu. Người ấy đã ra đi, đã quên những lời ước hẹn buổi sơ giao, và tôi vẫn khổ đau. Cô đơn của tôi tầm ru ngủ vì phu nhân quyền quý. Hãy ngủ yên đi giấc ngủ say xưa, còn mộng ước cho kỷ niệm vùi chốn nơi đái mộ anh từng. Hãy subscribe.
về đâu. Kẻ bày tôi chỉ mong sao còn bổn phận suốt quãng đường theo hầu hạ phu nhân, để đến khi sóng gió lặng yên rồi xin trả phu nhân về với của đời dương gian. Kìa tại sao nhà ngươi không hát ru tan buồn, lại nói những lời hờn trách xa xôi. Kẻ hèn này chẳng biết nói gì hơn, nên không biết nói nên lời xấu. Vậy thì nhà ngươi ai hát lên đi, hát bài ca nào buồn nha, bài ca nào nói về chuyện đẹp nha. Hãy hát lên tiếng ru buồn nức nở, như chính con tim nhà ngươi khóc lặng lẽ âm thầm. Phu nhân ơi, tiếng hát của kẻ bày tôi cũng giống như tiếng thét đau thương của loài chim biển, chim cô đơn bay giữa vùng trời xóm lạnh, mang tâm sự tương sầu trở trọi quãng trời cao. Và tôi xác rằng đi cho say cho trời khuya gió, anh vô em đêm nay một lần sầu cuối đông. Hãy ngủ cho yên đi cho sầu khuya liệt nhớ, cho giấc mơ yêu đương tan tầng theo khói sương. Lời hát của tôi chỉ bấy nhiêu thôi, mong giúp phu nhân ru hết à. Trời ơi, nghe nãy giờ mà quên luôn nhiệm vụ luôn. Dạ. Cảm ơn. Dạ, nhưng mà em thấy anh nói thì giọng Quảng Nôm, nhưng mà anh hát thì một giọng hoàn toàn khác ạ. Dạ, nói chung là hót thì phải rửa. Dạ. Chứ còn nữa thì nữa tiếng Quảng, chứ tại quê hương mình mà học nó vẫn ngẹn cái họng nữa. Dạ. Nhưng mà hót thì hót rửa. Dạ, dạ, rất là cảm hay. Ơn nhiều. Dạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, cảm ơn anh, quá dễ thương luôn. Hy vọng rằng những tuần sau thì tiếp tục lại anh lại giao lưu tại hội quán ngôi sao miệt vườn ạ. Dạ, và tiếp theo thì xin mời quý vị cùng gặp gỡ với anh Huy. Dạ, xin mời anh ạ. Alo. Lời nói đầu tiên là Thanh Huy kính chúc bà con cô bác đến ngôi sao miệt vườn một đêm ca nhạc thật là hạnh phúc và vui vẻ. Dạ, anh Huy, em thấy là anh Huy đã chờ đợi trong hậu trường từ sớm rồi, thì không biết là anh Huy ở gần đây không hay là mình ở dưới tỉnh ạ? Anh ở Long An của huyện Thủ Thừa. Dạ, ở Thủ Thừa Long An. Dạ. Và đây là lần đầu tiên anh đến với hội quán ngôi sao miệt vườn đúng không ạ? Đến nhiều lần mà đăng ký lần này mới được. Dạ. Rất là nhiều quý bà con cũng muốn được biểu diễn trên sân khấu hội quán ngôi sao miệt vườn, và hội quán ngôi sao miệt vườn luôn chào đón tất cả quý bà con. Dạ. Và hôm nay thì anh Huy sẽ gửi đến cho quý bà con ca khúc gì ạ? Nói chung là nãy giờ là cũng có bà con cô bác là ca nhạc có. Dạ. Ca cổ có, bài bản có, một hai ba câu có, trích đoạn có. Giờ mình cũng xin trích đoạn một lớp Vụ Án Mã Ngu. Dạ, Vụ Án Mã Ngu, một trích đoạn rất là nổi tiếng luôn. Và hy vọng rằng phần trình diễn của anh sẽ được đông đảo quý khán giả đón nhận ạ. Dạ, cả nhà cho anh chàng giữa tay ạ. Dạ. Rồi, nhường sân khấu cho anh luôn nha.
Rồi, một phút hỏi ý rồi, mình sẵn sàng chưa ạ? Bà có bác ơi, có ai thấy cái quạt xì thuộc Quân ở đâu không? Hay chỉ dùng tôi? Quân ơi, hiện giờ em ở đâu? Anh chị ơi, có thấy cô ca sĩ thuộc Quân ở đâu không? Hay chị dùng tôi? Quân ơi, hiện giờ em ở đâu? Anh đã bao đêm bao ngày mong đến, ta sống bên nhau trong hạnh phúc êm đềm. Những ai đã gây cho mối tình tan vỡ để tình chung thuê, nay đành lặng lẽ. Mong khóc hận vì ai gieo cành nặng cái để giờ để anh sống kiếp đơn coi biết về đâu khi đường tương lai mịt mờ tâm tối mà lối đi về không có ngày mai vì người ta đã cướp đi đôi mắt của anh rồi. Dạ xin cảm ơn rất nhiều. Dạ xin cảm ơn anh, một giọng ca rất là tuyệt vời ạ. Dạ chúc anh thật nhiều sức khỏe để tiếp tục đến giao lưu với hội quán. Và khi mà nghe anh ca thì Dung cảm thấy rất là nhớ một vị giám khảo của hội quán của Ngôi Sao Miệt Vườn, đó là giám khảo Châu Thanh cả nhà. Và sắp tới thì có casting Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3. Quý bà con cô bác, các anh chị mình yêu thích âm nhạc, hoặc là mình có bà con dòng họ chòm xóm, hoặc là bạn bè người thân của mình, ai mà yêu ca nhạc, yêu hát thì có thể giới thiệu đến để cast mùa 3 Ngôi Sao Miệt Vườn ạ. Dạ. Tiếp theo xin mời anh Ngọc Quý ạ.
Dạ chào anh. Rồi quý bà con cô bác thân mến, chúng ta vẫn chào bạn. Vài tiếng mục nữa thôi, hy vọng là quý bà con cô bác sẽ nán lại đến cuối chương trình. Và cuối chương trình thì Thành Tuấn cũng sẽ có nhiều cái thông tin chia sẻ thú vị đến quý vị về chương trình của Hội Quán Ngôi Sao Miệt Vườn nha. Dạ rồi, em xin mời anh giới thiệu bài hát và trình diễn đến với tất cả quý bà con cô bác luôn nha. Lời đầu tiên cho Ngọc Quý lời gửi lời chào là sức khỏe đến cô chú, chị bạn, lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng và thân thương nhất. Kính thưa cô chú, kính chị bạn thân mến, hôm nay là 13 tháng Giêng, là cũng còn đầu năm Tết. Thì Ngọc Quý chúc cho cô chú, chị bạn năm mới được nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài trong năm mới này ạ. Và liên tục chương trình giao lưu văn nghệ tối hôm nay thì Ngọc Quý sẽ hát tặng cho quý khách bài hát được mang tên Nửa Đêm Ngoài Phố, sáng tác của Hàng Châu và anh Kiệt. Xin quý vị cùng thưởng thức ạ.
đầu ép trở trên môi những buổi hẹn hò những lời thề. Chẳng còn thấy nữa đâu, tìm dấu chân em, tìm kỷ niệm buổi ban đầu. Em đã xa rồi mà tôi vẫn mơ hình tượng bóng. Khi đồng tiền đã xé câu chung thủy thì trái tim yêu có chồng muốn đi về. Tôi muốn hóa thân thành con đường kỷ niệm, mong có ngày nào em bước chân qua, biết lòng em có xót xa hay em hờ hững như là không quen. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn những hình quà thân thương tặng cho Ngọc Quý, cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ xin cảm ơn Quý rất nhiều. Và tiếp theo xin mời quý vị cùng gặp gỡ với anh Hùng ạ. Dạ rồi, anh Hùng đây rồi. Dạ anh Hùng hãy gửi một lời chào đến tất cả quý bà con cô bác nha. Dạ vâng, để nói đầu tiên thì cho phép Hùng gửi chúc toàn thể cô chú anh chị có mặt tới đêm nay và chúc sức khỏe là chào thân thương và trân trọng nhất ạ. Vâng, sau đây ca khúc thì Hùng xin giao lưu một ca khúc, là ca khúc là mang tên Con Xin Hẹn Xuân Sao, một sáng tác của ca nhạc sĩ Ngọc Sơn ạ. Để thôi do trục trặc xíu. Lâu nước mắt buồn con không về sớm.
ngoài kia khoe sắc mai vàng, nhân gian rộn ràng mừng đón xuân sang. Ngồi đây con nhớ mẹ già đang ở quê nhà khắc khoải chờ con. Không về xuân mẹ ơi, xót xa trăm chiều, xin lỗi mẹ nhiều, con xin hẹn xuân. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Dạ, xin cảm ơn anh Hùng đã đến với hội quán ngôi sao Việt Vườn. Chúc anh thật nhiều sức khỏe. Và ngay bây giờ, dạ xin mời chú Hiếu sẽ bước lên sân khấu và trình diễn một tiết mục gửi đến tất cả quý bà con cô bác đến với hội quán ngôi sao Việt Vườn. Dạ rồi, một nhân vật rất là quen thuộc với hội quán ngôi sao Việt Vườn. Trời ơi, không biết ca hay không mà tới giờ này tôi hát là nắp ao luôn rồi, về hết trơn. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, cũng như lần thứ hai tôi đến ngôi sao Việt Vườn, là tôi cũng là thí sinh của ngôi sao Việt Vườn mùa 2 tập 9 ạ. Bây giờ tôi sẽ đến với cô bác bà con với nhạc phẩm được mang tên Xa Người Mình Yêu. Dạ rồi, quý bà con cô bác nào còn lại vỗ tay cho chú Hiếu được không ạ? Dạ quá dễ thương, cảm ơn quý bà con cô bác rất nhiều. Running wild.
as the hours pass, we're gonna do it all again. Sao miệt vườn thứ năm tuần này, và hy vọng là sẽ gặp lại tất cả quý vị vào đêm nhạc tiếp theo vào thứ bảy tuần này với sự tham gia của rất là nhiều nghệ sĩ, ca sĩ Phạm Thái, ca sĩ Xuân Hòa, danh hài Bảo Trung và nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Rất mong quý khán giả sẽ mua vé ủng hộ cho Hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn nha. Dạ, và chương trình giao lưu tại Hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn thì liên tục diễn ra vào tối thứ ba và tối thứ năm. Quý bà con cô bác mình yêu thích âm nhạc thì có thể đến Hội quán sớm để mình cắt giọng, thử giọng, và mình sẽ giao lưu vào tối thứ ba và thứ năm hàng tuần ạ. Hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp của tất cả quý bà con cô bác và ngày càng hoàn thiện hơn trong chương trình của chúng tôi. Hy vọng rằng quý bà con cô bác sẽ luôn yêu thương và ủng hộ Hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn trong những thời gian sắp tới. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc quý vị một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.